Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Ở những video trước em đã review rất nhiều những chiếc xe OCR, nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc đua cao cấp nhất của Gian, của dòng Gian, đó là TCR 6500. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi chiếc xe. Xe được sơn một lớp sơn màu trắng. Hình thức chiếc xe này khoảng trên 90%. Hầu như không xước. Chiếc xe có khung size S, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Khung xe được làm công nghệ alu X độc quyền của Gian cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Yên của Gian TCR nguyên bản. Cọc yên của Gian. Có bộ phanh 3 mảnh Shiano Tiara của Nhật. Sở hữu củ đề Shiano Tiara nguyên bản đồng bộ. Đây đường link của Gian. Đây là chiếc Gian quốc tế. Các bác có thể tra cái link này để xem trên Google. Cặp đùi đĩa 2 tầng Shimano Tiara đồng bộ của xe. Xe được trang bị tay lắp cũng của Tiara. Nguyên bản. Đây tay lắp 2 tầng. Bên đĩa. Xe được sở hữu đôi vành cặp, nguyên cặp của Cero cho hãng Cero là nổi tiếng về làm vành cho vành nhẹ và bền. Vành có nhãn hiệu TCR. Em nó quay thông số lốp các bác xem. Chỉ có những xe Gian quốc tế có chiếc mới có cặp vành này.
Đây, thông số lốp 700 nhân 23C. Cấu hình của xe bao gồm 9 tầng lít và 2 đĩa. Gạt đĩa Tiara đồng bộ. Đôi đĩa nhôm Tiara 2 tầng có sự chuyển động nhẹ hơn. Cổ đèn. Em sẽ chuyển sang đi lít cho các bác. Lên lên lít. Rất trơn tru. Xuống lít này. Xuống đĩa. Xuống đĩa nhỏ. Lên đĩa to. Đây là logo của xe gian TCR 6500. Các bác có thể lên Google để tra, để tìm hiểu thêm về xe. Một chiếc gian quốc tế cao cấp của gian. Vâng, em đã review xong chiếc xe gian TCR 6500. Nếu các bác quan tâm chiếc xe này, hãy nhắn tin Zalo 0975709943. Hiện tại chiếc xe này đang được bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 12.900.000, ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.